Thiếu nữ bị vợ chủ quán cắt tóc, làm nhục đã trình diện công an. Vụ nhân viên quán bánh mì nguyên sinh tấn công khách, chuyển hồ sơ công an quận. Tạm đình chỉ hai công nhân điện lực Hà Tĩnh, vụ xô sát một người bị thương. Thủy điện lớn nhất Bắc Bộ nâng cao mực nước hồ chứa, vận hành theo quy trình. Vải Việt Nam phủ khắp siêu thị Mỹ bán với giá mơ ước của nông dân xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh youtube tạp chí việt times liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị chủ spa cắt tóc làm nhục sau đó đăng lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao trong những ngày gần đây sau khi huy động nạn nhân ra trình báo công an mới đây em n đã quyết định trình diện phối hợp cùng cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc sau khi bị hành hung đe dọa và cắt tóc đăng lên mạng xã hội do tâm lý hoảng loạn nên n tránh tiếp xúc với người khác chưa trình báo cơ quan công an để phối hợp điều tra vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, em N đã đến trình diện tại công an phường An Phú và công an phường Bình Hòa để xác minh và giải quyết vụ việc. Bên cạnh đó, em N cũng nộp giấy chứng nhận thương tích do Trung tâm Y tế thành phố Thuận An cấp cho cơ quan công an. Theo chứng nhận thương tích do Trung tâm Y tế thành phố Thuận An cấp xác nhận, nạn nhân trong vụ việc là N bị thương tích ở mắt và bị khâu ba mũi, sưng nề. Tỷ lệ thương tích mà N bị bà chủ spa hành hung là dưới 11%. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, PTKN là nhân viên cho quán karaoke 268, phường An Phú và quán ăn Lộc Phát 68, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, do anh LVD sinh năm 1993, ngụ tại thành phố Thuận An làm chủ. Do nghi ngờ nở có quan hệ tình cảm bất chính với anh D, Đê, đêm 24 tháng 6, vợ anh này là Đào Thị Huệ, sinh năm 1997, quê Phú Thọ, nhắn tin yêu cầu nở đến quán ăn Lộc Phát 68 để nói chuyện. Tại đây, Huệ đã dùng quốc và tác động vật lý mạnh khiến nở bị thương. Ngoài ra, Huệ còn bố trí người quay phim ghi lại cảnh răn đe nờ. Đến khoảng 9 giờ ngày 25 tháng 6, Huệ tiếp tục nhắn tin cho Nờ, yêu cầu đến nhà riêng của mình tại phường An Phú rồi đe dọa dùng kéo cắt tóc làm nhục Nờ. Và cũng giống như lần trước, toàn bộ sự việc được người này đăng lên mạng xã hội với ý đồ làm nhục, gây tổn thương cho Nờ. Vụ việc lần này Huệ đã sai khi hành hung trẻ vị thành niên. Hiện tại phía cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc. Liệu rằng người chủ spa sẽ bị xử lý với hình phạt như thế nào? Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan mới nhất tới quý vị trong các video tiếp theo. Vụ nhân viên quán bánh mì nổi tiếng Nguyên Sinh có hành động hành hung, tấn công khách hàng đang là tâm điểm chú ý cho nhiều người yêu thích quán ăn này. Mới đây nhất, theo thông tin mới nhất, Công an Phường Hàng Chống đã làm đề xuất lên Công an Quận Hoàn Kiếm để xử phạt hành chính với những nhân viên trong vụ việc. Liên quan đến vụ việc, khách hàng tố bị nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung. Chiều ngày 3 tháng 7, Công an Phường Hàng Chống cho biết đơn vị đã củng cố hồ sơ và chuyển lên công an quận hoàn kiếm để hoàn tất việc xử lý vụ hai nhân viên quán bánh mì nguyên sinh số 17, 19 phố Lý Quốc Sư có hành vi hành hung thực khách. Cũng theo công an, hai vị khách bị đánh thương tích ở phần mềm nên không nghiêm trọng. Công an phường Hàng chống cũng đã làm đề xuất lên công an quận xử phạt hành chính với những nhân viên hành hung khách. Đại diện công an phường nhấn mạnh về vụ việc. Quán bánh mì nguyên sinh là một cửa hàng lâu đời nổi tiếng ở phố cổ. Tuy nhiên để xảy ra vụ việc như vậy gây mất hình ảnh người Hà Nội thanh lịch văn minh. Mặc dù chủ quán và nhân viên đã xin lỗi hai thực khách, tuy nhiên vẫn cần phải xử lý nghiêm để gian đe. Trước đó chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, chị NKA cho biết, khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 6, chị cùng mẹ và em trai đến quán bánh mì Nguyên Sinh để ăn tối. Do vô ý nên chị A đã mang lon nước vào quán và đặt trên bàn thì được nhân viên nhắc nhở. Sau đó chị A đã xin lỗi và cất lon nước xuống ghế, đồng thời thuyết phục mẹ ở lại tiếp tục dùng bữa tuy nhiên các nhân viên của quán vẫn tiếp tục bình luận chỉ trích với những câu nói xúc phạm người mang đồ ăn đồ uống ngoài vào là vô văn hóa cảm thấy bị xúc phạm nên chị a cùng mẹ và em trai quyết định không ăn nữa và ra về đồng thời đưa ra lời góp ý đối với quán tuy nhiên không thể giải quyết trong bình tĩnh nên hai bên xảy ra cự cãi lúc này chị a và em trai bị hai nhân viên quán bánh mì nguyên sinh la vào hành hung và chị a đã trình báo lên công an Nguyên Sinh là một quán ăn lâu đời và có tiếng trên phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, để giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt các thực khách suốt hàng chục năm qua không phải dễ dàng. Nhưng hành động lần này của nhân viên quán đã để lại ấn tượng không tốt về quán. Mong rằng sau vụ việc lần này, quán ăn và các nhân viên của quán sẽ rút kinh nghiệm trong hành động và lời nói của mình, không chỉ giữ chân khách quen mà còn có thể quảng bá ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Hà Nội đến khách du lịch khi tới. Vừa qua, hai công nhân thuộc điện lực Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra xô xát khiến nữ công nhân phải nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mềm. Sau khi tiếp nhận được vụ việc, lãnh đạo công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có thông báo và ký quyết định tạm đình chỉ công việc hai công nhân trong thời hạn 7 ngày để xem xét sự việc, cũng như dành thời gian cho công nhân suy nghĩ về hành động mình đã làm. Giám đốc công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa ký quyết định tạm đình chỉ công việc đối với hai công nhân Điện lực Lộc Hà vì có hành động xích mích trong công việc để làm rõ vụ việc hai công nhân bị đình chỉ công tác là NTH, sinh năm 1988, là công nhân quản lý thiết bị đo đếm, và chị NTH, sinh năm 1980, là công nhân quản lý khách hàng. Cả hai đều thuộc đội kinh doanh dịch vụ Điện lực Lộc Hà. Thời gian tạm đình chỉ hai cán bộ trong vụ việc này là 7 ngày làm việc, bắt đầu từ 14 giờ ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023. Theo lãnh đạo công ty Điện lực Hà Tĩnh, việc đình chỉ công tác anh Hát và chị Hát để làm rõ vụ việc xảy ra vào ngày 1 tháng 7 tại phòng làm việc của đội kinh doanh dịch vụ thuộc Điện lực Lộc Hà. Trong bản tường trình của chị Hát viết trước đó, vào sáng mùng 1 tháng 7, khi chị đang in danh sách để truy thu tiền điện thì xảy ra mâu thuẫn với anh Hát. Trong lúc nóng giận, anh Hát dùng dép ném rồi tấn công chị. Xô sát xảy ra giữa hai người, khiến vùng mắt chị Hát bị bầm tím. Sau khi sự việc chấm dứt, chị Hát được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương phần mềm. Được biết chị Hát vào làm việc tại phòng hành chính công ty điện lực Hà Tĩnh từ năm 2001. Sau đó chị được cử đi đào tạo rồi chuyển về công tác tại điện lực Lộc Hà từ năm 2013 đến nay. Còn anh Hát vào làm việc tại điện lực Lộc Hà năm 2012 đến năm 2014 được cử biệt phái vào làm việc tại điện lực Kỳ Anh. Từ năm 2016 anh này quay lại điện lực Lộc Hà làm việc cho đến nay. Hiện vụ việc xô xát giữa hai cán bộ đang được phía lãnh đạo điện lực Hà Tĩnh giải quyết. Có thể nói, việc tạm đình chỉ công việc của cán bộ sau vụ việc này là điều quan trọng và cần thực hiện kịp thời, mang tính gian đe tới cán bộ công nhân viên. Trong công việc có những lúc xảy ra mâu thuẫn bất đồng quan điểm, nhưng mỗi người cần giữ bình tĩnh và giải quyết vụ việc, tránh xảy ra xô xát để xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, tạo hình ảnh đẹp của một người cán bộ điện lực tới nhân dân. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Vừa qua, đại diện Bộ Công Thương đã có những thông tin về tình hình mực nước các hồ thủy điện nâng cao và các thủy điện có thể vận hành đúng theo quy trình. Đây không chỉ là tin vui đối với điện lực miền Bắc mà còn là tin vui tới tất cả người dân khi cuộc sống sinh hoạt của mọi người đang trở lại bình thường. Đại diện Bộ Công Thương vừa thông tin tình hình hồ thủy điện ngày 4 tháng 7. Theo đó, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ. Một số hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên mực nước cao khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Bên cạnh đó, đại diện cho biết các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Tuy vậy, một số hồ vẫn ở mực nước thấp như Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ, khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ giảm. Cụ thể khu vực Bắc Bộ các hồ thủy điện lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày trước đó. Còn các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Trung Bộ, lưu lượng về hồ giảm nhẹ, như hồ Trung Sơn 134 m khối trên dây, hồ Bản Vẽ 47 m khối trên dây, hồ Hủa Na 43,54 m khối trên dây, hồ Bình Điền 7,42 m khối trên dây, hồ Hương Điền 5 mét khối trên dây. Tuy nhiên tình hình mực nước tại các hồ thủy điện đã có những tiến triển tốt để vận hành đồng đều việc sản xuất điện. Nguồn điện đã phần nào được đảm bảo tại Bắc và Trung Bộ. Tuy nhiên mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức trong việc tiết kiệm điện tại thời buổi khó khăn về nguồn điện hiện nay. Mới đây Việt Nam đã xuất khẩu thành công quả vải thiều sang thị trường Mỹ khó tính. Gần 20 tấn vải thiều được lên kệ tại hệ thống siêu thị lớn ở Mỹ với giá bán tương đương 200.000 tiền Việt Nam trên 1 kg. Vừa qua chi nhánh thương vụ Việt Nam tại San Francisco Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai nhập khẩu quả vải tươi của Việt Nam tiêu thụ tại thị trường Mỹ, đặc biệt là tại các bang bờ Tây nước này. Việc tăng nhập khẩu trái vải tươi của Việt Nam nhằm triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Đáng chú ý, số vải này chính thức được phân phối, bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Amazon tại các tiểu bang bờ Tây Mỹ, trong đó có Washington, Oregon và California. Hệ thống siêu thị Safeway và Anderson là các chuỗi siêu thị có mạng lưới lớn nhất bờ Tây của Mỹ. Trong đó, Safeway có 913 cửa hàng, Amberson có trên 300 cửa hàng. Do phần lớn trái cây của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ mới chỉ tiếp cận được hệ thống chợ, siêu thị nhỏ, phục vụ người tiêu dùng gốc Á. Đại diện thương vụ Việt Nam tại San Francisco đánh giá, Việc tiếp tục đưa quả vải và tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị này với giá cả khá cạnh tranh chỉ 3,99 đô la một pin, tương đương với 200.000 đồng một kg, là một thành công lớn trong việc thúc đẩy tiêu thụ trái cây của Việt Nam nói chung và trái vải nói riêng tại thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, mức giá 200.000 đồng một kg là mức giá rất cạnh tranh so với vải tươi nhập từ Trung Quốc và Mexico. Đây là kết quả của rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ. Để góp phần đưa quả vải Việt Nam tiếp cận mạnh mẽ hơn nữa người tiêu dùng Mỹ, chi nhánh thương vụ tại San Francisco phối hợp với hội doanh nhân người Việt tại Mỹ triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông trên các kênh thông tin, đặc biệt quảng bá hình ảnh vải thiều Việt Nam trên các mạng xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động nếm thử giúp người dân làm quen và yêu thích quả vải, từ đó thúc đẩy việc tiêu thụ loại trái cây này. Đây là một tín hiệu tốt trong thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam đến gần hơn với các thị trường khó tính vải được mua và đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp cho hình ảnh Việt Nam lan tỏa rộng rãi trên thế giới. Cuối chương trình sẽ là thông tin cập nhật về tình hình giá vàng ngày 4 tháng 7. Những ngày này giá vàng thế giới có nhiều biến động khiến giá vàng trong nước ảnh hưởng một phần. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 7, giá vàng thế giới tăng nhẹ, đồng nghĩa giá mua bán vàng có chiều tăng lên theo. Giá vàng tính đến 22 giờ ngày 3 tháng 7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay niêm yết ở mức. 1930,20 đô la một ounce, tăng 10,4 đô la so với đóng cửa phiên giao dịch trước. Hiện giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức 54,57 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10 đến 11,5 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước. Theo Reuters, giá vàng đã tăng do giá đồng đô la giảm, trong khi nhà đầu tư đang có nghi ngờ về việc Fed có tuân theo lộ trình tăng lãi suất của mình hay không. Bên cạnh đó, công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư dự đoán có khoảng 87% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 7 và kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì trong khoảng từ 5,25% đến 5,5% trước khi giảm xuống vào năm 2024. Trong quý 2 năm 2023, giá vàng đã giảm 2,5% do sự kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong một khoảng thời gian kéo dài trong khi chỉ số đồng đô la Mỹ đạt gần mức cao nhất trong hai tuần và tuần trước, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Về giá vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng miếng ở mức 66,40 đến 67 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua và chiều bán so với giá mở cửa buổi sáng. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng tại thị trường Hà Nội ở mức 66,40 đến 67 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG chốt giá vàng đóng cửa ngày hôm qua tại thị trường Hà Nội ở mức 66,50 đến 66,95 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên mức giá mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán. Thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mua vào ở mức 66,42 và bán ra ở mức 66,98 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng giá vàng thế giới, vì vậy giá vàng SGC có thể tăng trong phiên ngày 4 tháng 7. Thưa quý vị, hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times, cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số, sẽ giúp quý vị và các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.